Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị Phật tử, nhân cái dịp thầy Viên Minh ra dự cái lễ hội Huyền Không vào ngày rằm tháng 2 tới đây, thì tôi có cung thỉnh thầy đến chùa Pháp Luân để hướng dẫn một cái quả thiền. Quả thiền này là hình như thứ tư thứ năm nhỉ, thứ ba hả? Quên không biết này. Cho nên là hôm nay á, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái hướng dẫn về thiền cho quý vị. Quý vị chắp tay lên để cung đón thầy của mình. Tâm nói lần thứ năm hả? mới lần thứ ba thôi. Lần thứ ba thầy nói chuyện ở đây về thiền. Và cái thiền mà thầy hướng dẫn nó cũng hơi mới so với các cái phương pháp thiền trước đây, cho nên là nó cũng có những cái điều mà làm cho các Phật tử là có người thì đã ngay từ cái khóa đầu là đã vào được, nhưng mà cũng có nhiều người thì vẫn còn có nhiều cái thắc mắc, bởi vì nó cũng hơi lạ với là cái nhìn bình thường của mình về thiền từ trước đến nay. Thì vì vậy cho nên đó là chúng ta cần phải là gặp nhau nhiều lần để mà chia sẻ, để mà trao đổi. Bởi vì cái thiền này á lại là có cái đặc biệt là thế này: nghe và thấy ra, đó là chính. Còn khi mình nghe và thấy ra rồi á thì là lúc đó đương nhiên là mình sẽ là sống theo cái mà mình đã thấy ra, chứ không phải là như các cái phương pháp thiền khác á, thì là mình học theo một cái phương pháp xong rồi á là mình ứng dụng cái phương pháp đó. Mà thường thường người ta dùng cái từ là áp dụng, tức là áp dụng một cái phương pháp để mình hành. Nhưng mà tất cả những cái phương pháp á đều là giới hạn. Tất cả phương pháp đều giới hạn, bởi vì phương pháp nào nó cũng chỉ đưa đến một cái giai đoạn nào đó thôi. Ví dụ như phương pháp làm bánh thì chỉ làm bánh được thôi. Đại khái như vậy. Cho nên á là tất cả những phương pháp á nó chỉ mang tính chất kỹ thuật và giai đoạn. Còn ở đây đó là cái đời sống của mình á. Cái đời sống á
thì nó lại là không thể khép vào một cái phương pháp hay là một cái khuôn khổ nào được cả. Ngay cả đời sống của mỗi người là mình thấy cũng đã khác nhau rồi. Bởi vì cái duyên, cái nghiệp của mỗi người đều khác nhau hết. Vì vậy cho nên không thể nào mà mình áp dụng một cái phương pháp nhất định nào đó cho tất cả mọi người. Mà là mỗi người là mỗi khác hết. Khi Đức Phật Ngài dạy chúng ta trở về với cái thân thọ tâm pháp để mà là thấy ra được cái thân thọ tâm pháp, thấy ra được cái thực tánh pháp của cái thân thọ tâm pháp đó, thì thân thọ tâm pháp của mỗi người là mỗi khác. Người thì đang đi, người thì đang ngồi, người thì đang đứng, người thì đang nằm, người thì đang bình, người thì đang mạnh khỏe, người thì thế này, người thì thế khác, không có ai giống ai hết. Cho nên chỉ có là mọi người trở về với thân thọ tâm pháp ở nơi chính mình. Chứ còn mình không thể nào mà ghép tất cả cái thân thọ tâm pháp đó vào một cái khuôn rồi thì là ai cũng làm giống ai thì cũng được. Và trong cái thiền á thì cái thấy là chính, thấy ra sự thật là chính, chứ không phải là mình thiền là để mà đạt được cái gì. Hôm qua là giảng ở bên chùa Tam Bảo á, thầy có nói là có ba cái điều mà làm cho mình trở ngại để thấy ra được sự thật. Đó là mình khởi cái tâm là muốn biết, hay là khởi cái tâm muốn loại bỏ, hay là muốn đạt được. Khi mà mình khởi cái tâm muốn biết, hay là muốn loại bỏ, hay là muốn đạt được á, thì khi đó mình đã bị rơi vào tham sân si rồi. Mà rơi vào tham sân si á thì không thể nào mình thấy được thực tánh pháp được cả. Mà cái thực tánh pháp á thì nó lại là luôn luôn đã sẵn có, không phải là mình đi tìm cái thực tánh pháp, mà thực tánh pháp nó luôn luôn sẵn có trong thân, trong thọ, trong tâm, trong pháp. Thực tánh pháp nó sẵn có ở trong tâm, tâm sở, sắc, niết bàn, nó có sẵn hết rồi. Chứ không phải là thực tánh pháp là cái mà mình tạo ra được. Mình không có tạo ra thực tánh pháp, mình cũng không phải là đi tìm kiếm thực tánh pháp, mà cái từ thực tánh pháp nó cứ bây giờ là mắt mình thấy cái gì, tai mình nghe cái gì, tất cả những cái mà mình có thể đang tiếp xúc đây đều là thực tánh pháp cả. Cái đang ở nơi mình đây cũng thực tánh pháp cả, không có cái nào là không thực tánh pháp. Nhưng tại sao mình lại không thấy? Tại sao mình lại không thấy? Tại vì á, mình vẫn đưa ra một lý tưởng để đạt được cái mà cái thực tại đó. Mình là có ba cái. Một á là mình muốn dẹp nó đi để mình đạt được một cái khác. Dẹp nó đi tức là sân, đạt được cái khác tức là tham. Và vì như vậy cho nên mình không thể nào thấy được thực tại. Khi cái tâm mình mà đã muốn dẹp nó đi, hay mà cái mà mình muốn dẹp nó đi á, thì cái đó là đang có. Mà cái mà mình muốn đạt được á, thì cái đó chưa có. Dẹp cái mà đang có thì làm sao mình thấy thực tánh pháp? Rồi đạt đến cái mà mình chưa có thì làm sao thấy được thực tánh pháp? Bởi vì thực tánh pháp chỉ có tại đây và bây giờ mà thôi. Thế thì bây giờ mình thấy như thế này. Trong cuộc sống của mình á là có hai cái điều. Một á là cái lý tưởng, và hai á là cái hiện thực. Thường thường á là mình xử lý cái cách xử lý của mình là thế này. Mình không vừa lòng với cái hiện thực và mình muốn đạt được cái lý tưởng. Kể cả khi mình cố gắng mình tu hành, mình nói là mình tu, thì tại sao mà tu? Tại vì khi mình có ý đồ tu đó là mình đã muốn là không chấp nhận cái này, mà mình phải đạt được cái hoàn hảo hơn. Phải không? Vì mình cho rằng là cái mà hiện đây là không hoàn hảo,
Cho nên mình phải cố gắng làm sao đó để mà đạt được cái hoàn hảo hơn. Nhưng mà cái mà mình cho là hoàn hảo hơn á, thì cái đó là chưa có thật. Như vậy cái mà mình cho là hoàn hảo á, cho dù mình có dùng cái từ mà để mà gọi cái hoàn hảo đó đó là niết bàn hay là Phật tánh hay là cái gì đi nữa, thì nó vẫn là tưởng tượng. Bởi vì mình vẫn chưa thấy nó như là cái hiện thực. Thí dụ như bây giờ mình đang đau khổ, thế rồi là mình cố gắng làm sao để mình dẹp cái đau khổ này đi để mình đạt được niết bàn. Cái đau khổ là thực, còn niết bàn lúc đó là ảo, có phải không? Nhưng mà bây giờ mình đang ngồi đây đó, thì mình không đối diện với cái đau khổ, mà mình lại là mình lại cố gắng làm thế nào đó để đạt được niết bàn, thì như vậy đó là vô minh. Vô minh tức là không thấy rõ cái khổ ở đây, không thấy rõ được cái thực tánh, cái bản chất thực của cái khổ ở đây. Lại ra đang khổ thì thấy cái khổ đó, thì mình lại không thấy cái khổ đó, mình lại muốn dẹp cái khổ đó đi để mình tới niết bàn. Nhưng mà niết bàn á thì lại là đó là mình tưởng tượng, đó là ảo tưởng. Cho dù niết bàn là có thật, niết bàn có thật, nhưng mà mình khi mình nghĩ về niết bàn á thì cái đó mình vẫn là cho là nghĩ là sẽ là, chứ không phải là cái đang là. Như vậy á, cái đang là mình không thấy, tức là cái thực tánh pháp á mình không thấy, mà mình lại đi thấy một cái ảo, mà ảo đó thực ra là hoàn toàn do mình đưa ra, mà mình cho đó là lý tưởng. Cho nên á, khi mình tu tập mà mình khởi lên cái ý cố gắng để đạt được một lý tưởng, thì ngay lúc đó là mình đã bước vào trong vòng tưởng rồi, phải không? Khi đó là mình đã bước vào vòng tưởng rồi. Lẽ ra đó là mình phải thấy cái đây bây giờ này, cái khổ đó bây giờ mình phải thấy rõ cái thực tánh của cái khổ này mới được. Bây giờ mục tử diệu đế thì Đức Phật ngài nói rất rõ, bây giờ khổ là mình phải thấy, mình phải thấy ra được cái khổ, mình phải thấy ra cái nguyên nhân của cái khổ. Thì á, khi mà mình thấy ra cái khổ và cái nguyên nhân của cái khổ, và nếu nó không có cái nguyên nhân cái khổ nữa, không có cái khổ nữa, thì lúc đó là niết bàn rồi. Chứ tại sao mình lại không chịu thấy cái khổ này, không chịu thấy cái nguyên nhân của cái khổ này, mà mình đi tìm niết bàn, thì mình đang tạo ra một nguyên nhân của cái khổ nữa, có phải không? Có đúng không? Trong khi mình đang khổ, mình lại mơ tưởng tới niết bàn, tức là mình đang tạo ra một cái nhân của khổ nữa. Bởi vì vô minh này, không thấy cái khổ tức là vô minh, phải không? Cho nên muốn niết bàn là ái dục. Rồi bây giờ là nhất định là phải bỏ cho được cái mà đau khổ này để đến niết bàn thôi, là chấp thủ. Chấp thủ rồi đó, bây giờ mình mới cố gắng làm cách mọi thứ để đạt được niết bàn. Như vậy là tạo tác. Mà con đường tu tập của Đức Phật á, là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Nhưng mà bây giờ đang cái khổ, mình lại là trên cái khổ đó, mình lại không thấy được cái khổ, mình không thấy được bản chất, không thấy được cái thực tánh của cái khổ, tức là mình không thấy ra được cái hiện thực, mà mình lại muốn từ chối cái hiện thực đó để mà đạt được một cái mà nó chỉ là ở trong ảo tưởng mà thôi. Tức là người nào mà họ niết bàn rồi ấy, thì cái đó mới thực. Còn mình mà bây giờ mơ tưởng niết bàn là cái niết bàn nó vẫn là ảo tưởng, có phải vậy không? Cho nên á, có người mình á thường ra dừng ra một cái lý tưởng hoàn hảo mà không thấy được cái bất toàn. Trong khi giác ngộ đó thì Đức Phật ngài nói là giác ngộ tức là thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã. Vô thường khổ vô ngã tức là bất toàn. Giác ngộ ra cái bất toàn. Khi mà mình giác ngộ ra cái bất toàn á thì là mình sẽ không còn bám víu vào cái bất toàn đó nữa. Có phải không? Khi mình đã thấy được tất cả các cái tất cả các cái pháp, tất cả các cái hiện tượng
nó là bất toàn, nó là vô thường, khổ vô ngã. Mà con người mình á thì lại là đang đau khổ là muốn hạnh phúc. Hạnh phúc rồi một thời gian sẽ đau khổ lại, rồi lại muốn hạnh phúc tiếp, và cứ như vậy cho nên gọi là luân hồi sinh tử. Và liệu mình xem có thử là cái việc mà mình gọi là tu hành á có phải cũng là một cái quỹ đạo đó hay không? Cũng vẫn là cái quỹ đạo là muốn dẹp cái này để được cái kia. Nhưng mà được rồi á, chắc chắn nó cũng sẽ thành khổ. Cho nên á, cuối cùng là phải thấy ra được tất cả các cái pháp hữu vi này đều là vô thường, khổ, vô ngã. Khi mình thấy vô thường, khổ, vô ngã thì lúc đó mình mới là không còn bám víu nó nữa. Còn nếu mà mình chưa thấy được vô thường, khổ, vô ngã thì mình vẫn còn muốn lý tưởng, mình vẫn muốn đạt được một lý tưởng hoàn hảo. Mà lý tưởng hoàn hảo là tưởng tượng, là ảo tưởng. Lý tưởng hoàn hảo nó không phải là thật. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói như thế này: ở nơi cái thân mục trường này là có niết bàn và sinh tử, hay là có thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt. Thế giới tập khởi đó chính là luân hồi sinh tử, và thế giới đoạn diệt đó là niết bàn. Tức là thực ra niết bàn không phải là một cái ảo tưởng để mình đạt tới, mà là niết bàn là cái đang ở đây. Niết bàn là cái đang ở đây, tất cả chung quanh chúng ta và ở trong này đều là thực tánh pháp cả. Tại vì mình khởi lên vọng tưởng cho nên á là chạy đi tìm cái thực tánh đó ở đâu đâu không biết, để rồi quên chính cái mà thực tánh đang có sẵn ở đây. Thì chính cái vòng tâm đó khởi lên á tạo ra cái là tập đế và khổ đế. Nếu không có cái vòng tâm đó khởi lên, cho dù cái vòng tâm đó là vòng tâm khởi lên tu hành để đạt được cái này cái kia thì cũng là vòng tâm thôi, chẳng phải là hệ mà tôi đang tu thiền là không vòng tâm đâu. Thiền là thấy ra được thực tánh như nó đang là. Bây giờ mình đang là như thế nào? Thân, Đức Phật Ngài dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ rất rõ, thân như thế nào thì thấy như vậy, cảm thọ như thế nào thì thấy như vậy, tâm như thế nào thì thấy như vậy, sự tương giao giữa thân tâm và pháp như thế nào thì thấy như vậy. Cho nên Đức Phật đâu có nói là thay đổi cái này để đạt được cái lý tưởng khác đâu. Cho nên có một vị tỳ kheo tu hành một thời gian mà tinh tấn hết sức mà không đạt gì cả. Mình đến bạch với Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, con thấy giáo pháp của Ngài không có hiệu quả. Bởi vì con đã tu hành hết sức rồi mà không có đạt kết quả gì cả. Đức Phật Ngài nói, ta đâu có hứa cái kết quả gì đâu. Vì cái kết quả đó nó vẫn là một cái lý tưởng ở tương lai, chứ không phải là cái thực tánh ở nơi hiện tại này. Mà tất cả cái thực tánh đó là đều ở nơi hiện tại cả. Cho nên đó, cái mà mình lý tưởng là ảo. Cái lý tưởng và cái hoàn hảo đó chỉ là tưởng tượng của tư tưởng mà thôi. Nó chỉ là cái mà tư tưởng tạo ra thôi, cho nó không có thực. Còn cái thực á, nếu mà niết bàn thực á thì ngay tại đây là thấy liền. Ngay tại đây nếu không có sinh tử thì đó là niết bàn. Mà khởi lên sinh tử thì không phải niết bàn. Tại vì mình á là Đức Phật Ngài nói là trong cái thân này này có tâm, tâm sở, sắc và niết bàn. Đó, ví dụ pháp cũng nói như vậy thôi, tức là ở nơi đây này nó đang có tâm, tâm sở, có sắc, có niết bàn. Nhưng tại sao mình không thấy? Tại mình cứ khởi cái tâm lên. Khởi cái tâm lên là tìm kiếm ở bên ngoài. Nghĩ rằng là mình phải cố gắng một thời gian như thế nào đó để mình sẽ đạt được nó ở một tương lai nào đó, tức là nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, sản phẩm của tư tưởng, cho nó không phải là hiện thực. Chân lý đó nó chỉ nằm tròn vẹn trong cái hiện thực này mà thôi. Và cái hiện thực này đó thực ra nó đã là tròn vẹn rồi, tức là nó đã hoàn hảo rồi.
không hoàn hảo là bởi vì do mình khởi tham sân si lên. Cho nên Đức Phật Ngài nói rất đơn giản, Niết Bàn là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Nghĩa là nếu ngay đây mà mình không có tham sân si thì đó là Niết Bàn. Đó là cái nguyên lý rất đơn giản như vậy. Và tất cả đều chỉ thấy thôi. Sinh tử mình cũng thấy, Niết Bàn cũng thấy. Chứ còn vô ngã thì đâu có cái bản ngã nào đâu mà làm cái gì. Chỉ thấy ra vô ngã để mà hóa giải cái bản ngã mà cứ lăng xăng muốn làm cái này, muốn làm cái kia, muốn tu để đạt được cái này, muốn tu để đạt được cái kia. Chính là hóa giải cái bản ngã đó. Cái bản ngã đó nó tạo ra cái, nó tạo ra cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Chứ còn á, là ngay đó mà mình trở về thấy thân đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi gì đó, hay là thấy cảm thọ đang khổ, đang lạc gì đó, là mình chỉ thấy đúng như thực như vậy thôi, thì đâu có khổ. Như vậy á, cái sự giác ngộ hay là Niết Bàn không phải là mục đích để đến. Giác ngộ hay là Niết Bàn không phải là mục đích để đến, mà là phải thấy ra tại đây và bây giờ. Phải thấy ra tại đây và bây giờ chứ không phải là mục đích để đến ở ngày mai. Vì á, Niết Bàn là cái đang là chứ không phải là cái sẽ là, phải là, hay cái mình cho là hay mình nghĩ là, mà nó là cái như nó đang là. Còn cái gì mà mình nghĩ là hay là mình cho là hay là mình nói là sẽ là, phải là, phải chi là, thì tất cả những cái đó đều là ảo. Có phải không? Thực tại là gì? Thực tại hay là cái mà hiện thực? Cái hiện thực là gì? Mình xem thử cái hiện thực đó đó nó có hoàn hảo hay không. Mà tại sao mình lại đi tìm kiếm một sự hoàn hảo theo ảo tưởng của mình? Trong khi mình cố gắng mình đi tìm cái hoàn hảo thì mình đang là rơi vào cái quỹ đạo của ảo tưởng. Trong khi đó đó, nếu mà buông cái ảo tưởng đó ra để trở về về một cái sự rỗng lặng trong sáng thì ngay đó là thực tánh pháp xuất hiện. Vì thực tánh pháp luôn luôn hiện hữu, chỉ có tại cái thấy của mình không thấy thôi. Mà cái thấy không thấy á, là do bị ngăn che, bị trói buộc mà không thấy. Cái thực tại đó đó nó gồm có ba điều. Một là thời, hai là vị, ba là tính. Bất kỳ một cái gì, bất kỳ một cái gì đang hiện hữu ở đây đều có thời, vị và tính của nó. Mà thời á, ví dụ như thời của cái này thì không thể là quá khứ, không thể là vị lai, cho nên thời của nó phải là đang là, tức là hiện tại. Và vị của nó là đang nằm đây này, tức là phải cái vị trí của nó phải là đang nằm đây như nó đang là. Cho nên đó, cái thời là bây giờ, vị là tại đây, và tính là bản chất như nó đang là. Còn nếu mà mình cho là, nghĩ là, bắt nó phải là, phải chi nó là thế này thế kia thì nó không phải là nó, mà nó là nó là thôi. Chứ còn bất kỳ cái mà mình nghĩ cái gì đó thì mặc kệ, nghĩ cái gì thì ráng chịu. Nghĩ tốt nghĩ xấu gì thì mình tự rước lấy cái khổ của cái xấu cái tốt đó thôi. Chứ còn nó vẫn là như nó là thôi. Cho nên nếu như mình thấy nó như nó là đó, mà mình không có khởi lên tham hay sân hay si hay là phải gì nó to hơn một chút, phải gì nó nhỏ hơn một chút, nhưng mà nó là như thế này đó, tại mình nói là phải gì nó nhỏ hơn một chút cho nên mình mới khổ, phải gì nó to hơn một chút cho nên mình mới khổ. Và nó đang như thế này mà mình lại đi nói quá khứ của nó là thế nào, là tương lai của nó sẽ thế nào, thì mình sẽ không thể nào mà thấy tròn vẹn nó. Nhưng mà bây giờ mình nói đây là nó, cho con đây này,
cái mà tất cả chúng ta đang ngồi đây này, đây, nó đó, nó là đang đây đó, là chỉ có thời vị và tính của nó như nó đang là thôi. Nhưng mà con người mình á, tại sao mình lại không thấy được cái thực tính? Tại sao mình không thấy được cái thực, cái chân đế? Là tại vì sao? Ai biết tại sao? Nguyên do là thế này. Mình bị quá khứ chi phối. Ví dụ như bây giờ mình tại đây, bây giờ như mình đang là. Nhưng mà mình lại nghĩ mình là nghĩ đến quá khứ. Quá khứ của mình như thế nào? Hay là quá khứ của mình là tốt hay là xấu, quá khứ của mình là thế này thế kia gì đó. Tức là khi mà mình nghĩ tới cái quá khứ đó đó. Ví dụ bây giờ mình đang đói, mà hôm qua mình ăn no. Rồi lúc đó mình mới nhớ lại là hôm qua mình ăn no ngon ngon quá. Càng thấy hôm qua no chừng nào á thì cơn đói nó càng nhiều hơn chừng đó. Nó càng khổ với cái cơn đói này nhiều hơn chừng đó. Cho nên á, mà khi mình mà nghĩ tới cái hôm qua thì tức là mình đã đánh mất cái hiện tại rồi. Đánh mất cái thời vị tính của nó rồi. Mà một pháp chỉ xuất hiện trong thời vị tính của nó thôi. Ngoài ra không có xuất hiện ở đâu được nữa cả. Không thể xuất hiện ở tương lai, không thể xuất hiện trong quá khứ. Và không thể xuất hiện như là khác nó được. Cho nên nó phải là tại đây, bây giờ và như nó đang là thôi. Bây giờ mình ứng dụng cái điều này vào bản thân mình. Cho nên Đức Phật ngài nói này, khi thở thì mình thấy mình đang thì thấy đang thở. Khi đi thì thấy đang đi. Khi đứng thì thấy đang đứng. Khi ngồi thì thấy đang ngồi. Khi nằm thì thấy đang nằm. Khi đau thì thấy đau. Khi lạc thì thấy lạc. Khi xả thì thấy xả. Tức là cảm thọ như thế nào thì mình thấy cảm thọ như vậy. Và cái tâm sinh diệt như thế nào thì mình thấy tâm sinh diệt như vậy. Nghĩa là thời vị tính của nó đang như thế nào thì mình phải thấy tròn vẹn ra nó. Đó chính là thiền. Thiền là thắp sáng lên để thấy ra được cái thời vị tính. Mà cái thời vị tính đó đó không phải quá khứ, không phải tương lai. Và còn thêm một cái nữa là không phải bên ngoài, mà nó như nó là, chứ không phải là bên ngoài. Bây giờ đó, mình đang ngồi đây mà mình nghĩ đến một cái lý tưởng cao đẹp ở tương lai, như vậy là mình đánh mất cái thời vị tính này rồi, phải không? Bây giờ mình đang ngồi đây mà mình hối tiếc một cái quá khứ, hay là nhớ đến một cái quá khứ là tốt hay xấu gì đó, mà mình vui hay buồn gì đó, thì cũng đánh mất cái hiện tại. Và còn cái thứ ba nữa là cái gì? Là mình bị ảnh hưởng bởi cái bên ngoài. Khi mình bị ảnh hưởng cái bên ngoài, bị lôi kéo đi ra bên ngoài, thì lúc đó mình sẽ không còn thấy cái đang là nữa. Không còn thấy cái thời vị tính như nó đang là nữa. Thí dụ như thế này. Bây giờ các vị đang ngồi đây, cái tự nhiên cứ nhớ tới cái chiếc xe hồi nãy mình để cái chỗ nào không biết, là có để cái chỗ đó có biển cấp không hay là cái gì đó chẳng hạn. Tức là mình đang nghĩ tới quá khứ và vị lai, phải không? Quá khứ không biết mình để xe ở đâu, hay là chỗ đó có an toàn không. Rồi tương lai, tức là mình có sợ nó có bị mất hay không. Rồi nếu mà nó mất đi thì lát nữa mình lấy gì mình đi về, chẳng hạn như vậy. Tức là quá khứ tương lai nó cứ xen vào. Và rồi á, mình đang ngồi đây thì như lần đầu tiên khi mình ngồi đây thì là bên kia tự nhiên họ hát lên thật lớn, thì mình bị chi phối bởi cái hát đó, cho nên mình cũng không tròn vẹn được với mình. Mà cái điều này thì trong đời sống là quá nhiều, phải không? Trong đời sống mình bị chi phối bởi quá khứ quá nhiều, chi phối bởi tương lai quá nhiều, bị chi phối bởi bên ngoài quá nhiều. Mình bị ảnh hưởng bên ngoài một cách đáng sợ. Chính những cái đó đó, nó làm cho mình phát sinh lên cái tham, cái sân và si. Ví dụ như thế này. Bây giờ mình mất một món đồ,
mình mất một cái món đồ gì đó, ví dụ mình mất cái đồng hồ đeo, đồng hồ mình mới mua quý đó mà bây giờ nó mất đi. Thế thì bây giờ là mình bị lệ thuộc vào cái đồng hồ đó, cho nên cái tâm của mình á, nó sân với cái việc mà bị mất cái đồng hồ, cho nên cái tâm của mình nó là bị buông lung ra ngoài, phải không? Tâm mình nó chạy theo cái đồng hồ đó, và khi nó chạy theo đồng hồ đó và bây giờ nó chỉ nghĩ đến cái đồng hồ đó thôi, cho nên đâu có còn ở với mình nữa, cái tâm nó đâu còn ở với mình nữa, tức là nó không còn bây giờ và không còn tại đây, không còn cái tại đây nữa mà nó tại chỗ khác. Thì khi mà nó cái tâm mình mà nó ở tại chỗ khác á thì cái đó gọi là thất niệm hay là bất tại. Còn mà nếu mà cái tâm nó ở nơi mình á thì gọi là tự tại. Cái chữ tự tại nó vậy đó. Còn cái tâm nó ở chỗ khác á gọi là thất niệm hay là bất tại. Khi mà mình đã thất niệm và bất tại thì mình còn biết mình được không? Lúc đó mình đang nghĩ tới cái đối tượng đó, mình đang lo nghĩ đến cái chuyện đó, mình đang tiếc cái đồng hồ đó. Và trong đó đó là ba thứ nó quần mình. Quá khứ là mình nhớ cái đồng hồ mình ai tặng mình đó, ví dụ mình mua hoặc là ai tặng mình đó, nhớ một cái kỷ niệm của một cái người bạn thân tặng cho mình một cái đồng hồ bây giờ là quý giá. Cho nên đó, bây giờ là bị quá khứ chi phối, rồi tương lai bị tương lai chi phối, từ cái chỗ quá khứ đó nó lại nhảy qua tương lai, tức là nghĩ là tương lai nếu mà mình không có đồng hồ thì thế nào, mình mất cái đồng hồ này đi thì cái người mà tặng mình cái đồng hồ sẽ nói gì, tức là mình cứ hết quá khứ đến tương lai. Và đồng thời hiện tại hiện bây giờ đó thì mình đang nghĩ tới cái đồng hồ đó, tức là mình nghĩ cái bên ngoài, do đó hoàn toàn mình đánh mất cái thời vị và tính như nó đang là. Phải vậy không? Đó là lý do tại sao mà Đức Phật Ngài dạy là phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thực ra tinh tấn là gì? Tinh tấn tức là không buông lung, không để cho tâm chạy ra ngoài nữa, mà là trở về với thực tại, gọi là tinh tấn. Cho mình thường là mình hiểu tinh tấn là cố gắng làm một việc gì đó, ví dụ như cố gắng hành để mà đạt được cái gì đó. Nhưng mà khi mình cố gắng hành để đạt được cái gì đó đó thì mình đang đi ra ngoài rồi, tức là buông lung. Có kỳ lạ hay không? Chính lúc mà mình đang tinh tấn tu hành để đạt được cái gì đó đó, chính lúc đó là tâm mình đang buông lung, thất niệm. Lạ lùng đó. Nhưng cho nên á, bây giờ cái tâm phải trở về với thực tại. Cái trở về đó là gọi là tinh tấn. Và khi mình tròn vẹn với thực tại, tròn vẹn với thực tại chứ không còn chạy ra ngoài nữa, thì gọi là chánh niệm. Thì chánh niệm này cũng chính là tự tại, tức là cái tâm nó đang ở nơi cái thời vị tính này, chứ không, nó không chạy đi đâu hết, nó tròn vẹn với cái thời vị tính này, thì đó là chánh niệm. Và khi tâm đã trở về và tròn vẹn với cái thực tại thì đương nhiên là nó sẽ thấy rõ cái thực tại đó. Chứ còn bây giờ nó ở ngoài làm sao mà nó thấy rõ cái thực tại được. Cho nên mình bị quên mình. Quên mình ấy chính là si. Như vậy rõ ràng trong cái hoạt động của cái tâm đó đó là nó chỉ có ba cái à. Tức là nó rất nhiều thứ nhưng mà ba cái chính. Đó là tham, sân và si. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài nói là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si là niết bàn. Bây giờ mình thấy thế này, như vậy tu hành tức là trở về với cái thực tại thời vị tính, tại đây và bây giờ như nó đang là, để thấy ra thôi, để chỉ thấy thôi. Cái chữ vipassana đó, có thể mình có thể dịch nôm na là thấy thuần túy, thấy một cách thuần túy, hay là chỉ thấy thôi. Chỉ thấy thôi, chứ không có cái bạn ngạ xen vào là nói tôi thấy thế này, tôi thấy thế kia, mà tôi thấy như vậy là không được, phải đuổi tới khác, đuổi kiểu khác. Thì đó là cái bạn ngạ lăng xăng xen vào rồi.
Cho nên á, cái lúc mà các bạn ngã lăng xăng xăng vào đó thì nó không còn tròn vẹn với cái đang là được nữa. Phải vậy không? Cho nên thiền á, đơn giản là thế này, là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm. Nói chính xác hơn nữa là cảnh, thân tâm và cảnh. Thầy nói thân tâm cảnh là nói một cách bao quát hơn. Còn nói mà chi tiết hơn chút xíu là thân, thọ, tâm, pháp. Thân, thọ, tâm, pháp tức là thân tâm cảnh. Tức là trong đó bao gồm thân, tâm và cảnh. Thí dụ như bây giờ đang ngồi nhìn cái bình hoa này, tức là trong đó có thân, có tâm và cảnh rồi. Phải không? Bình hoa là cái cảnh, thân, tâm, cảnh. Nhưng mà nếu cái thân tâm cảnh này mà cái tâm, trong khi thấy cái thân tâm cảnh này đó mà tâm vẫn rỗng lặng trong sáng, tâm vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, hay tâm vẫn trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại thân tâm cảnh đó, tức là nó không có khởi lên một cái niềm nào, không khởi lên một cái vòng niềm nào, không khởi lên một cái khái niệm nào, thì lúc đó thân tâm cảnh lúc đó chính là thực tánh. Thân tâm cảnh đó chính là thực tánh. Tức là thực tánh là cái mà nó như nó là, chứ không phải là cái mà mình cho là, hay là mình nghĩ là, hay là mình buộc nó phải là, hay là mình hứa hẹn nó sẽ là, mà là nó như nó đang là. Vậy thì ở đây á, trong cái cốt lõi của thiền này á, là mình thấy rõ này, sở dĩ mà mình không được yên ổn là tại vì mình không tròn vẹn với cái đang là. Bị lý tưởng tương lai chi phối, hay là bị những cái hình ảnh quá khứ chi phối, hay là bị cái bên ngoài chi phối. Khi bị chi phối đó tức là mình bị tham, sân và si trói buộc. Vì bị tham, sân, si trói buộc cho nên mình không có thể nào mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại được. Mà tứ niệm xứ chính là trở về tròn vẹn trong sáng, trở về tròn vẹn và trong sáng, có ba cái đó, là tinh tấn, chánh niệm, chánh giác, là trở về tròn vẹn và trong sáng với thực tại. Bây giờ mình thực hiện điều đó như thế nào? Đơn giản là ở nơi mỗi người đó, là mình đang ngồi đây, tức là cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh là cái tự nhiên. Ví dụ giờ là trời tối, hay là trời đang có điện, hay đang thế nào đó, tức là cái hoàn cảnh xung quanh đó là hoàn cảnh khách quan. Mùa này là đang mùa xuân, hay là lúc này là bao nhiêu độ, cái đó là hoàn cảnh khách quan. Thứ hai là cái nhân quả chủ quan của mỗi người, đó là cái vận hành của cái nghiệp báo của mỗi người. Tức là hiện giờ mà ta đang cái thời vị tính mà đang ngồi đây đó, là trong đó nó bao gồm những thứ đó, bao gồm cái hoàn cảnh chung quanh, hoàn cảnh khách quan ở chung quanh, và cái mà nhân quả, nhân duyên, nghiệp báo chủ quan ở đây mỗi người. Nói là chủ quan tức là ở đây mỗi người thôi, thực ra nó cũng khách quan. Khách quan là vì sao? Là bởi vì cái chuyện đó bây giờ nó là trở thành cái vận hành của nhân quả rồi, nó là vận hành của pháp rồi. Mặc dù là chính mình tạo ra cái thiền, cái ác đó, nhưng bây giờ cái thiền, cái ác đó nó đã trở thành một cái sự vận hành của pháp rồi. Lúc đó mình không còn làm điều khiển nó được nữa. Nói theo vi diệu pháp á, thì đó nó trở thành cái là vô nhân dị thục rồi. Thì bây giờ nó là như vậy. Cho nên ở đây đó là mình không phải thay đổi cái hoàn cảnh, hay là thay đổi cái dòng vận hành của nghiệp báo, mà là thay đổi cái thái độ của mình đối với cái sự vận hành đó, đối với cái duyên và cái pháp mà nó đang vận hành. Mà cái duyên và pháp đang vận hành đó thì ở nơi mình nó vẫn là thời vị và tính. Phải không?
nó vẫn là xuất hiện ở nơi thời vì và tính mà thôi, chứ không phải là cái gì khác. Nghĩa là nó là tại đây bây giờ như nó đang là. Tất cả những cái điều mà Đức Phật ngài dạy trong kinh, hay là nói một cách vi tế như ở trong vi diệu pháp, thì đều cũng xuất hiện ở nơi cái thời vì tính mà thôi. Đó, tức là ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, thì thân á là như thế nào, thọ thì thế nào, tâm thì thế nào, pháp thì thế nào, thì tất cả những cái đó đó là nó như nó đang làm tại đây và bây giờ. Giác ngộ chính là thấy ra cái pháp đó, chứ còn không thể mình thấy pháp trong quá khứ hay là thấy pháp trong tương lai. Cái mà trong quá khứ đó thì mình khỏi lo, bởi vì nó đã là bao gồm trong cái hiện tại này rồi. Ví dụ như một cái ổi 3 tháng thì khỏi cần phải nghĩ tới quá khứ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì từ khi nó lên mầm, trải qua một quá trình, bây giờ nó đã lên tới 3 tháng, thì toàn bộ cái 3 tháng đó đó nó đã bao hàm trong cái ổi bây giờ rồi. Không việc gì mà phải nghĩ tới quá khứ cả, tại vì nó đã bao hàm ở trong cái hiện tại này rồi. Không thể nào mình cắt cái mà quá khứ nó ra khỏi cái ba tháng này được, tại vì nó đã hình thành. Khi kia đó thì mình còn có tạo tác, còn bây giờ nó đã hình thành ra cái nhân quả nghiệp báo nó thành hình thành rồi, nó trở thành nó vô nhân dị thục rồi. Bây giờ qua đó lấy đó để làm bài học, để mà thấy ra được cái dòng vận hành của nhân quả thì tốt hơn. Mà thấy ra đó là thấy ra ngay trong cái mà cái thời vì tính, nghĩa là mình phải tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ. Cho nên đó, ở bên dịch lý đó thì người ta gọi là thời vì trung chính, tức là cái mà hoàn thiện nhất của một pháp đó là thời vì trung chính của nó. Cái hồi nãy thầy nói là thời là hiện tại, thời là bây giờ, vì là tại đây, và tròn vẹn với tính chất của cái tại đây và bây giờ thì người ta gọi là thời vì trung chính. Cái cao nhất của cái đạo dịch là thời vì trung chính. Cho nên mới nói là dịch thì vô vi giả, vô tư giả, tịch nhiên bất đồng, cảm như toại thông thiên hà chi cố. Tức là để thấy cái dịch của cái thời vì trung chính này đó thì phải là vô vi giả, vô tư giả, tức là đừng có khởi lên tư tưởng khái niệm gì cả, và đừng cũng có ý đồ để làm cái gì cả, tức là vô vi vô tư, và tịch nhiên bất động, thì khi đó mới là cảm nhận được cái thực tánh pháp của cái thời vì trung chính này. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tầng, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây, không đồng không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Cái không đồng không rung chuyển đó chính là cái mà không vô tướng, vô tác, vô cầu, tức là không có quá khứ, tương lai hay là bên ngoài nào cả, mà nó phải tròn vẹn với cái thực tại như nó đang là. Nhưng mà cái tròn vẹn này á, thì trong đó nó phải có 3 yếu tính, đó là giới, định và tuệ. Sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, và trong lành là giới. Hay là thầy thường nói là thần trọng chú tâm quan sát, thần trọng là giới, chú tâm là định, và quan sát là tuệ. Bây giờ khi mình sống, mình đang đi, mình trở về tròn vẹn trong sáng với cái đi, hay là mình thần trọng chú tâm quan sát cái động thái đi, toàn bộ cái động thái đi đó. Đối với thân cũng vậy, đối với thọ cũng vậy, đối với tâm cũng vậy, hay là đối với cái sự tương giao giữa căn và trần cũng vậy, là mình đều thấy nó như nó là. Thì như vậy á, thì cái tâm như vậy đó mới là tịch nhiên bất động, hay là không đồng không dung chuyển.
Như vậy này, ở đây cái quan trọng là thế này, mình thấy các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng trong đó có một cái tâm thấy là bất động. Có một cái tâm thấy là bất động. Bất động ở đây là gì? Bất động không có nghĩa là nó đứng yên một chỗ, mà bất động ở đây nghĩa là nó không có khởi ra một ý đồ tạo tác nào cả. Tức là khi mình đang làm việc gì thì mình tròn vẹn với việc đó, mình trở về tròn vẹn trong sáng với cái việc đó, hay là mình thần trọng chú tâm quan sát cái việc đó một cách tự nhiên thôi, chứ không phải là quá sức. Nhưng mà cái thần trọng chú tâm quan sát đó, thầy đã nói nhiều lần là nó sẽ tự động điều chỉnh. Tức là cái nào mà cần thần trọng chú tâm quan sát hơn thì nó sẽ thần trọng chú tâm quan sát hơn, còn cái nào mà nó không cần thần trọng chú tâm quan sát lắm thì nó không cần thần trọng chú tâm quan sát lắm, nó vẫn bình thường thôi. Như vậy á, mình thấy là nó có một số cái nguyên lý đó là quan trọng ở nơi cái thái độ, quan trọng ở nơi cái thái độ á, cái thái độ của cái thấy biết mà nó là rộng lặng trong sáng á, thì thực tánh pháp sẽ xuất hiện. Chứ không phải là mình đi tìm cái thực tánh pháp là như thế nào, mà là do cái tâm mình rộng lặng trong sáng mà thực tánh pháp xuất hiện. Giống như bây giờ một cái mình lấy một cái thau nước, rồi mình là để cho nó lắng yên, thì mình mới soi cái mặt mình vào trong đó được, phải không? Còn bây giờ cái thau nước đó mình rung cho nó đồng lên một cái là không thể nào mình thấy được cái mặt của mình. Thì cái mặt đó là giống như cái thực tánh. Thì cái tánh, cái biết á, cái tâm biết á, là cái tâm thấy biết đó nó phải là bất động, nó phải là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là nó phải là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại đó, thì nó phải bất động, thì lúc đó mới cái cảnh nó mới hiện ra. Chứ bây giờ mình cái tấm gương mà mình cứ lắc vậy làm sao mình mà hiện ra được cái gì? Cái tấm gương phải đứng yên thì cái đó nó mới hiện ra được. Nhưng mà cái tấm gương đó nói là đứng yên thì đứng yên không cần phải là đứng yên một chỗ, mà là nó tùy theo cái đối tượng để nó soi chiếu. Cái đối tượng là thân thì nó sẽ soi chiếu thân, đối tượng là thọ thì nó soi chiếu thọ, đối tượng tâm là nó soi chiếu tâm. Tức là đối tượng như thế nào thì nó soi chiếu như vậy. Cho mình không nên đặt trước cho nó là phải soi chiếu cái gì. Quan trọng là cái tâm soi chiếu, chứ không quan trọng là soi chiếu cái gì. Quan trọng là cái tâm soi chiếu đó, nó có rộng lành trong sáng hay không, chứ không phải là mình là phải tròn đó là thân hay tròn đó là thọ hay tròn đó là tâm. Mà mình phải để cái thân hay là thọ hay tâm hay pháp là diễn ra một cách tự nhiên. Cho nên thầy mới nói là nó có ba yếu tố rất quan trọng, đó là tự nhiên như mình đang là tự nhiên là một yếu tố của thực tánh, nó phải tự nhiên. Thực tánh chỉ xuất hiện khi nào mà pháp, tâm và pháp đều tự nhiên. Tự nhiên là một cái yếu tính của thực tánh. Cái thứ hai là vô tâm. Cái chữ vô tâm đây không phải là không có quan tâm chuyện gì, mà chữ vô tâm ở đây đó là không có cái khởi lên một cái khái niệm hay là tư tưởng hay là quan niệm gì cả, mà là cái tâm chỉ rộng lặng trong sáng để thấy thôi, chứ không khởi lên một cái ý đồ nào của mình, cái ý đồ muốn biết, ý đồ muốn dẹp bỏ, ý đồ muốn được là cũng không phải. Vì đó là biểu hiện của tham sân si. Cho nên á, chỉ lặng lẽ chiếu soi thôi, chỉ thấy như nó là thôi. Mà khi mình thấy như nó là đó
Tức là mình không bắt cái đối tượng phải thế này hay là thế khác, mà đối tượng phải tự nhiên và cái tâm thấy cũng tự nhiên. Cho mình đừng có để cái đối tượng á là mình đặt lên cái đối tượng cũng không được, mà mình khởi cái tâm theo ý mình cũng không được. Cho nên á là tự nhiên vô tâm. Và yếu tố thứ ba đó là giản dị. Giản dị tức là nó làm sao thì nó là vậy, chứ đừng có thêm bớt. Ví dụ như thế này, Đức Phật ngài dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, ngài nói là khi sân thì thấy sân. Chứ Đức Phật ngài không nói là khi sân thì phải dẹp sân đi, ngài không nói như vậy, mà ngài nói khi sân là thấy sân thôi. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà khi sân mà không thấy được sân á, không thấy được cái sự sinh diệt, không thấy được cái tánh tướng thể dụng của sân á, thì tức là cái tâm biết đó nó đã là chủ quan rồi, phải không? Khi cái tâm biết mà nó chủ quan á thì nó không thể nào mà thấy pháp đúng như nó là được, vì lúc đó mình đã khởi theo cái khái niệm hay là theo cái tư tưởng hay là theo cái quan niệm của mình rồi. Cho nên mình không trả cái pháp lại đúng như nó là. Cho nên á, cái chữ dạng gì ở đây á là phải để pháp như thế nào á thì phải để thấy như vậy, thì lúc đó mình mới thấy được. Cái mục đích thấy đó để làm gì? Cái mục đích mà thấy đó, của cái tầng cùng của cái thấy đó là để làm gì? Để thấy rằng là không có cái ta thấy, chỉ có cái thấy chứ không có cái ta thấy. Nhưng mà mình á thì mình thường là ta thấy, ta muốn, ta được, ta phải là, ta sẽ là, chứ không phải là chỉ có cái thấy đang thấy pháp. Tức là mình xem cái ta nó vào nhiều quá, kể cả khi mình tu hành á, Đức Phật đã nói vô thường khổ vô ngã, mà mình vẫn cứ xem cái bản ngã vô nhiều quá. Đó. Không, mà khi mà mình xem bản ngã vô thì làm sao mình thấy được vô thường khổ vô ngã được? Không. Ví dụ như thế này. Bây giờ mình muốn hành thiền để cho tâm mình nó vắng lặng. Tại sao mình lại muốn vắng lặng? Tại sao lại muốn tâm vắng lặng? Một á, cái sai thứ nhất là muốn. Thứ hai là vắng lặng, tức là mình cho vắng lặng là hay hơn cái khác. Tức là mình chấp vào một pháp, chấp vào một tướng. Đó là mình chấp vào cái tướng vắng lặng. Rồi á, khi mình đã ham thích cái vắng lặng đó rồi á, bây giờ mình mới cố gắng phải là giữ cái tâm trên cái hơi thở, giữ cái tâm trên cái phòng xẹp, hay là giữ cái tâm ở trên cái bước đi, để làm sao cho cái tâm mình đừng cố, để cái tâm mình nó yên lặng. Như vậy là cái yên lặng đó là yên lặng do bản ngã sinh, chứ không phải là cái yên lặng của cái thấy. Khi mà yên lặng của cái thấy á, thì bây giờ thầy lấy một ví dụ. Thầy lấy một ví dụ ha. Bây giờ quý vị ngồi đây. Bây giờ quý vị ngồi đây này. Đừng có suy nghĩ gì cả. Và đừng cũng có ý đồ gì hết. Đừng có muốn cái gì hết trơn á, cứ ngồi yên vậy thôi đi. Khi mà quý vị ngồi yên đó, không cần muốn thấy, không cần muốn biết, không cần muốn gì hết. Nhưng mà lúc đó thầy cầm cái micro đưa lên đó, thì quý vị vẫn cứ thấy à, phải không? Thầy phát âm lên là quý vị cũng cứ nghe. Trong cái nghe và cái thấy đó không hề có cái ta. Nhưng mà luôn luôn là mình cứ có một cái ảo tưởng rằng là ta thấy, ta nghe. Rồi ta hành. Rồi bây giờ ta hành đắc được cái này rồi. Thế là coi như tiêu rồi. Như vậy là hành để mà chấp thụ thêm. Chấp thụ. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình muốn ngồi làm sao để cho cái tâm nó yên. Muốn tâm yên đó mới là chết á. Chính cái muốn tâm yên đó là tâm mới không yên.
Trong khi mình muốn tâm yên thì mình phải cố gắng làm sao để cho tâm yên. Và bây giờ tâm chưa yên, cho nên mình mong muốn làm sao mà để cho nó yên. Thì như vậy làm sao nó yên được? Phải không? Như vậy làm sao mà nó yên được? Mà nếu như mà lúc đó đó mà nó có yên đi nữa thì cái yên đó là do bản ngã tạo ra. Như vậy làm sao mà vô ngã được? Và mình yên tức là mình muốn thường rồi. Mình muốn yên và mình muốn kéo dài cái yên này tức là mình muốn thường. Mà bây giờ nó yên thì nó lạc quá, làm sao thấy khổ? Tức là mình đang là muốn thấy cái thường, cái lạc, cái ngã, chứ không phải là thấy vô thường, khổ, vô ngã. Mà khi mà mình đã thấy thường lạc ngã rồi á, thì mình nắm, mình bám víu cho mình làm sao mà buông được, làm sao mà thấy vô thường, khổ, vô ngã được. Nhưng mà cái vô thường, khổ, vô ngã đó là nếu mình cứ thấy thôi, mình cứ thấy cái tâm này nó sinh lên rồi cái tâm này nó diệt đi rồi cái tâm khác nó sinh lên rồi cả ngày nó cứ làm lăng xăng đủ chuyện hết trơn á. À, nó xăng xăng mà kệ nó, nhưng mà cái thấy mà cái thấy vẫn thấy được á thì cái thấy nó vẫn giác ngộ. Thì cái thấy nó đang giác ngộ cái lăng xăng đó thì mới thấy vô thường. Mà cái lăng xăng đó nó khổ cho nên nó mới thấy khổ. Và nó không có như ý muốn của mình, tức là nó vận hành theo cách của nó, cho nên nó không phải theo ý muốn của mình, cho nên nó là vô ngã. Thế bây giờ mình dành lại theo ý muốn của mình là phải được như thế này, và được như thế này thì mình sẽ được lạc, và mình lạc như thế này là mình phải giữ cái lạc này, thì hóa ra là thành nó thường lạc ngã rồi, chứ không phải là vô thường khổ vô ngã. Mà thường lạc ngã thì là mình đã bám víu rồi. Thế đó, khi nào mà mình thấy tất cả mọi cái đều là vô thường khổ vô ngã, lúc đó mình mới không còn bám víu. Mà không còn bám víu lúc đó mình mới là giải thoát giác ngộ được. Cho nên ấy, khi Đức Phật Ngài nói, bây giờ Thầy nói một cái đoạn về niệm tâm thôi. Đức Phật Ngài nói là khi tham thì thấy tham, khi sân thì thấy sân, khi si thì thấy si. Không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Ngài nói rất rõ mà. Tức là chỉ thấy thôi, thấy nó như vậy thôi chứ mình không có bám víu. Còn bây giờ mình sân á là mình muốn đâu. Có rất nhiều người hỏi Thầy làm sao mà để dẹp tâm sân đi. Bảo đảm 100% luôn là nếu dẹp tâm sân đi đó thì không bao giờ giác ngộ được cả. Khi mà mình thấy được cái tâm sân, khi mà thấy được cái tâm sân mà cái thấy vẫn bất động thì lúc đó cái thấy này là không sân này. Chứ còn mình dẹp cái sân rồi đó thì mình làm sao mà thấy được, làm sao cái thấy bất động được. Mà cái thấy bất động này đó mới là giác ngộ giải thoát. Chứ còn các pháp thì nó là sinh diệt, mà làm sao mà mình bắt nó không sinh diệt được. Các pháp nó vô thường, làm sao mình bắt nó thường được. Chỉ có cái là cái thái độ thấy cái vô thường khổ vô ngã, thấy tất cả các cái vô thường đó, thấy cái khổ đó mà tâm vẫn không động, tức là tâm rỗng lặng trong sáng hay là tâm thanh tịnh sáng suốt. Nhưng mà cái thanh tịnh sáng suốt này không phải mình tạo ra được, mà chính khi cái tâm mình không khởi lên thì nó là thanh tịnh sáng suốt. Chứ còn nếu mình cố gắng tạo ra cái thanh tịnh sáng suốt thì vẫn là bản ngã tạo ra nữa. Đó chỉ là cái thanh tịnh sáng suốt của bản ngã thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu mình buông ra, mình không có muốn thanh tịnh sáng suốt gì nữa hết trơn, mình buông ra hết tất cả, mình để pháp như thế nào là mình thấy như vậy thôi, thì là lúc đó lại là thanh tịnh sáng suốt. Phải không? Cái lạ ở cái chỗ đó, cái lạ ở cái chỗ là lẽ ra cái thanh tịnh sáng suốt là nó rất đơn giản. Nhưng mà mình lại là cứ khởi lên để cố gắng làm sao cho thanh tịnh sáng suốt thì nó là hết thanh tịnh sáng suốt mất rồi. Thực ra
cái cách mà thầy chỉ ra cái pháp tu này á, nó rất đơn giản. Bây giờ mình cứ sống bình thường, trong đời sống hàng ngày á, là mình cứ sống bình thường, mà mình á, là nếu có tu tập thì tu tập là thế này này, là thường trở về trọn vẹn trong sáng với cái đời sống bình thường đó. Chứ đừng có tưởng là phải có một cái pháp tu mới là tu. Mà mình đang ăn á, mình đang nhai cơm á, thì nhai cơm đó là tu đó. Trong cái nhai cơm đó là mình trở về trọn vẹn trong sáng với cái nhai cơm đó là tu. Trong lúc mình đánh răng, mình nói đánh răng cho mau đặng vô ngồi thiền. Mà đánh răng là tu rồi. Đánh răng mà mình thần đồng chú tâm quan sát mà đánh răng tức là tu rồi. Mình đang đánh răng mà mình tròn vẹn, trở về tròn vẹn trong sáng với cái đánh răng đó, tức là mình đã trở về tròn vẹn với cái thời vị tính đang là. Thì như vậy là tu cao á, chứ không phải tu thấp. Tu về là tu cao quá rồi. Nhưng mà mình lại cứ nói là đánh răng cho xong đặng đi tu, đặng ngồi tu. Hay là ăn cơm cho mau đặng mà vô ngồi tu. Mà thôi ăn ít ít á, ăn nhiều tu cũng được. Cho nên là nhìn ăn luôn, nhìn luôn cả ngủ luôn. Thật ra những trường đó nó không cần thiết. Cái quan trọng á là mình thấy ra. Quan trọng là thấy ra. Nhưng mà không phải là thấy ra cái gì, mà cái tâm thấy đó là một cái tâm rộng lặng trong sáng. Mà cái rộng lặng trong sáng này đó là từ nó có, cho nên mới gọi là vô ngã. Cho nếu mình làm ra thì thành bạn ngã rồi. Nó phải từ nó có. Mà từ nó có tức là bây giờ thực ra là mình đang rộng lặng trong sáng này, nhưng mình khởi lên tham sân si là hết, là bị che. Đang rộng lặng trong sáng như thế này bị thúc đẩy một ý muốn thành Phật. Bị thúc đẩy một ý muốn thành Phật là bị đẩy đi xa quá rồi. Rồi á, bây giờ mình mới là tưởng tượng là thành Phật là hào quang đồ tốt lắm, đẹp lắm. Cho nên bây giờ mình bị cái ảo tưởng đó lôi mình đi. Trong khi đó đó, thực ra nếu mà mình trở về mình trọn vẹn với cái đang là này này thì nó sẽ là thanh tịnh trong sáng rồi. Tất nhiên á, là nó còn những cái tập khí. Cái đó là cái mà nhiều người nhắc đến, mà người nhắc đến cái điều này là chứng tỏ họ cũng có tu hành. Rồi. Nhưng mà có những tập khí. Không sao, tập khí là chuyện bình thường. Tất cả những cái ở bên ngoài đến hay là tập khí ở bên trong ra đều là bài học để cho mình xem là có thể thấy được những điều đó với tâm là thanh tịnh sáng suốt hay không. Thế thôi. Tất cả các pháp gì mà đến với mình á, quan trọng á là nhờ cái pháp đó mà mình xem thử là cái thấy của mình có sáng suốt định tĩnh trong lành hay không. Thí dụ bây giờ mình nhìn cái hoa này mà mình khởi lên tham, hay khởi lên sân, hay khởi lên si, hay khởi lên cái gì đó thì mình đau khổ. Mình đau khổ phải không? Mà đau khổ đó là do mình khởi lên, chứ còn cái hoa nó đâu có làm mình đau khổ. Nếu mình nhìn cái hoa đó mà tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng thì đâu có gì đau khổ. Thế thì bây giờ đúng là khó, nhưng mà nếu mình biết cái nguyên lý thì nó rất dễ. Bây giờ này, mình nhìn cái hoa mà tâm mình khởi lên tham thì mình biết tham. Khởi lên sân thì mình biết sân. Đại khái vậy đó. Khởi lên là hoa này là của ta thì mình biết là cái tâm mình chấp trước, tức là thấy cái phản ứng như thế nào. Bởi vì nếu mình không phản ứng cái như không thấy được cái phản ứng đó thì bị cái phản ứng đó nó lôi đi đó, đơn giản là vậy thôi. Chứ còn bây giờ mình thấy cái hoa mình thích thì tại vì cái tâm nó đang là như vậy cho nên nó phải khởi lên thích thôi, chứ làm sao không thích được. Nhưng bây giờ nó khởi lên thích thì mình lại phải thấy rõ cái thích, cái tâm khởi lên thích đó như thế nào.
mình cứ quan sát một hồi á thì mình sẽ thấy ra được cái thích đó nó đem đến cái nguyên nhân gì, cái hậu quả gì thì mình sẽ thấy rõ hết. Còn nếu như mình nhìn cái hoa mà tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng, không hề khởi tham sân si gì cả thì lúc đó là niết bàn. Chứ đừng có tưởng tượng niết bàn là một cái gì mà nó quá cao siêu màu nhiệm, tưởng tượng nhiều quá đâm ra mình không bao giờ tới được niết bàn. Bây giờ mình nhìn cái hoa này mà mình không tham sân si thì lúc đó niết bàn, mà khởi lên tham sân si là hết niết bàn. Vì niết bàn là ai cũng sẵn có hết á, chứ không phải là niết bàn là mình đi tàu đâu mà ra, không phải đi kiếm đâu mà ra hết á. Niết bàn nó đã có sẵn ở đây mình. Vì vậy cho nên á là hễ mà Đức Phật ngài nói rất rõ này, mắt thấy sắc thì chỉ là mắt thấy sắc thôi, tai nghe âm thanh thì chỉ là tai nghe âm thanh thôi, tức là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, mà không có cái bản ngã tham sân si vô xen vô đó là niết bàn, là a la hán. Thầy cứ nhắc cái chuyện ông Bà Hy Gia hoài đó, ông Bà Hy Gia đó là ông muốn biết là a la hán là nghĩa gì. Thì Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, chứ không có cái ông Bà Hy Gia ở trong đó. Thì ông đắc quả a la hán liền, vì ông hiểu, ông đã thấy ra được a la hán là vậy đó. Còn mình thì là bị thúc đẩy bởi cái tham đó hay là bị cái sân đó. Thí dụ như là hồi nãy thầy nói đó, mình muốn đạt được niết bàn tức là đã khởi tâm tham lên rồi, mất niết bàn là ngay tại chỗ. mới khởi lên ý muốn đạt niết bàn là mất niết bàn ngay tại chỗ. Phải không? Cho nên đó là cái pháp tu mà Đức Phật ngài biểu là phải trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Mà mình thường nghe là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, thực ra thầy dịch ra cho dễ hiểu là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại vậy thôi. Nhưng mà rồi có nhiều người á lại là cố gắng là tinh tấn cho thật nhiều, rồi cố gắng chánh niệm cho miên mật, cố gắng mà tỉnh giác đừng có ngủ, tỉnh thức đừng có ngủ, thì là thực ra đang buông lung phóng dật. Đó là một kiểu buông lung phóng dật rất tinh vi, bị cái ngã lừa gạt bởi những cái ảo tượng mà có cái tên rất là đẹp. Cái ảo tượng mà có tên là niết bàn, có cái ảo tượng mà có tên là giải thoát, nghe rất đẹp, nhưng mà vẫn là cái ảo tượng của bản ngã thôi. Nhưng khi không có cái ảo tượng của bản ngã đó và trở về tròn vẹn trong sáng với cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái thở, như trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật ngài nói đó, thì đó là niết bàn. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là đó là con đường duy nhất đi đến niết bàn, tức là không có đi đến chỗ nào khác, chỉ có đi đến niết bàn thôi, chứ không có đi đến đâu khác hết trơn đó. Tức là nếu mình thực sự trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thì đó là niết bàn, chứ không có chạy đi đâu hết á, chứ đi đâu cũng phải niết bàn hết á, bất kỳ đi đâu cũng không niết bàn hết á, chỉ có trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại mới là niết bàn thôi. Cho nên á là bình thường trong đời sống mình cứ sống bình thường thôi, nhưng mà mình luôn trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Tất nhiên là hơi khó, là bởi vì sao? Bởi vì mình cứ luôn là bị cái buông lung phóng dật nó lôi đi, rồi cái tâm nó cứ ở ngoài hoài, nó ở đâu á cho nó không có về nhà đó. Cho nên nó phải đưa tâm về nhà. Có một vị thiền sư viết là ngôi nhà chánh niệm đó, ngôi nhà chánh niệm tức là thực ra không phải là ngôi nhà chánh niệm, mà chánh niệm để trở về nhà. Chánh niệm tức là trở về nhà. Cho mình cái tài lang thang tức là phóng dật. Vì vậy cho nên tinh tấn có nghĩa là trở về nhà. Và bây giờ thực ra trong cuộc sống của mình đó, nói thì dễ như vậy, trên thực tế là mình bị
Cái khó là chỗ này, cái khó là mình bị chi phối, bị lôi cuốn bởi quá nhiều thứ. Phải phải không? Mà cái lực của cái mà trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại là quá ít. Nhưng mà nếu như mình hiểu được nguyên lý đó thì nó vẫn là dễ dàng. Có nhiều người ở đâu đâu không biết đó, mà họ chỉ nghe trên trang web mà nghe pháp thoại này thôi là họ buông ra được và họ bắt đầu sống trọn vẹn được. Bây giờ chỉ cứ ngay này thực tại mà sống thôi, trọn vẹn với thực tại thôi, và họ cảm thấy rất rõ ràng hàng ngày là nó tiêu dần những cái mà rõ ràng buộc trói buộc đi. Mà con đường Đức Phật ngài dạy rất là đơn giản. Thế nhưng mà bởi vì hàng ngày mình sống á, bởi vì cuộc đời nó đưa ra quá nhiều cái ràng buộc. Ràng buộc trong gia đình, ràng buộc trong xã hội, ràng buộc trong bạn bè, ràng buộc trong công ăn việc làm, ràng buộc trong tất cả mọi thứ. Cái ràng buộc đó thực ra nó phát xuất từ cái ràng buộc của mình trước. Thí dụ như bây giờ tự nhiên mình có ý muốn làm giàu, cho nên mình mới là cố gắng mình làm giàu, rồi bây giờ làm giàu rồi thì bây giờ mình là đến cái thời kinh thế khó khăn nó mới muốn làm giàu nhiều, cho nên vay tiền ngân hàng cho thật nhiều, thế chấp cho thật nhiều để mà làm cho mau giàu. Thì bây giờ chính mình ràng buộc vô trong những cái mối ràng buộc đó, có phải vậy không? Chính mình ràng buộc vô cho ai, cho nên bây giờ mình gỡ không ra là cũng bởi vì do mình thôi. Nhưng mà vẫn có cái cứu được. Cái cuộc đời này á, mình không thể nào mà làm cho nó tốt đẹp được cả. Nó sẽ tốt đẹp theo cái sự vận hành của nó thôi, chứ không có ai mà làm cho nó tốt đẹp được cả. Chỉ có một cái là trở về trọn vẹn trong sáng và thực tại á, thì mình mới cứu mình ra khỏi tất cả mọi ràng buộc đó mà thôi. Chứ cái ràng buộc đó bây giờ hãy mình nhìn ra đâu cũng là bị ràng buộc hết á. Thầy là cái người mà cứ ngồi giải quyết cái chuyện đó, giải quyết hoài không bao giờ hết. Người này cứ tới nói là vợ chồng con sao nó cứ mà lục đục hoài, rồi con của con sao nó cứ thế này thế kia hoài, rồi con làm việc trong xã hội, trong cái sở làm của con sao nó mấy người kia họ cứ chèn ép con hoài. Không bao giờ có thể ổn định được chuyện đó. Chỉ có ổn định được cái thấy của mình mà thôi. Ổn định là ổn định cái thấy á, bởi vì cái thấy chứ còn ổn định cái tâm mình mà ổn định nó cũng không được. Phải ổn định cái thấy cái này thì tâm mình mới ổn định. Cho nên chánh kiến nó phải đi đầu. Tức là phải thấy ra đã. Chứ chưa thấy ra là làm sao mà mình bắt nó phải thế này thế kia được. Cho nên đó là thôi thì bây giờ mình cứ làm. Đã lỡ rồi thì phóng lao thì phải theo lao, thì bây giờ mình cứ làm. Nhưng mà là mình thường trở về lại biết mình dùng. Đó là thiền, thiền ngay trong công việc, thiền ngay trong tất cả mọi thứ. Mà nó hiệu quả rất nhiều là tại vì toàn bộ đời sống là đối tượng của thiền. Chứ không phải là chỉ có 1-2 giờ mình vô ngồi mới gọi là thiền. Mà biết đâu trong 1-2 giờ đó vô ngồi lại là bị đậy, bị kéo bởi tham sân si. Cho nên á, ngay trong đời sống của hàng ngày của mình á, là mình trở về với chính mình. Và khi mà mình đã làm những cái công việc hàng ngày nhiều rồi á, bây giờ có một cái lúc nào đó mình ngồi lại, không phải là ngồi thiền mà là ngồi nghỉ ngơi. Làm việc mệt quá rồi bây giờ ngồi nghỉ ngơi thôi chứ không cần ngồi thiền. Nghỉ ngơi bằng cách nào? Nghỉ ngơi là thư giãn buông xả, để cho thân tâm là không làm việc gì cả, gọi là thân tâm vô sự. Phải có một lúc nào để cho nó vô sự chứ, chẳng lúc nào cũng làm hết trơn nó được. Mà chính cái lúc mà mình vô sự đó, tức là không có khởi lên muốn làm cái này cái kia gì đó, thì lúc đó là cái lúc trở về với thực tại, trở về tròn vẹn với thực tại, tức là niết bàn. Trở về tròn vẹn với thực tại tức là niết bàn. Vì vậy cho nên là nếu mà có ngồi thiền thì các vị cứ ngồi một cách tự nhiên thoải mái, đừng có phải gồng mình dễ trơn mà là thư giãn ra. Thay vì ngồi gồng mình
thì thư giãn ra. Tức là làm đừng có phải cố gắng để làm chuyện gì cả, buông cho cái thân nó ngày hàng ngày làm việc mệt quá rồi. Bây giờ sao không có thư giãn ra cho nó khỏe. Và cái tâm cũng vậy, cái tâm là bây giờ buông ra. Buông ra đừng có nắm bắt cái chuyện gì hết. Đừng cố gắng nắm bắt cái gì, đừng cố gắng đạt được cái gì, đừng có muốn gì cả. Cứ để cái tâm hoàn toàn là rỗng lặng. Thì á, khi cái tâm mà khi mà mình thư giãn buông xả và nó rỗng lặng trong sáng á, thì lúc đó lại là cái lúc mà gọi là thanh tịnh hay là tịch tịnh. Và cái thấy biết lúc đó đó là cái thấy biết gọi là mình nói là tri kiến là gì? Tri kiến tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc, cái tâm biết. Bây giờ đó buông ra để cho cứ thấy là thấy thôi, nghe là chỉ nghe thôi, chứ không có làm gì cả, không có khởi lên là phải làm thế này phải làm thế kia gì cả. À thì lúc đó là cái lúc mà mình hoàn toàn buông xuống. Bây giờ buông xuống đó, trong khi đang làm việc buông xuống, hay là hết làm việc rồi buông xuống, ngồi hoàn toàn là tỉnh táo và không nghĩ ngợi, không cố gắng làm bất kỳ gì để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Không phải là nghỉ ngơi không đâu. Thực ra khi mà cái thân tâm mà nghỉ ngơi mà nó không còn vòng đồng, nó khởi lên muốn nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia, muốn được cái này, cái được cái nào đó, cái tâm nó yên cái lăng xăng đó đi đó, thì chính lúc đó là cái lúc cái tâm nó là thanh tịnh hay là tịch tịnh. Tịch tịnh là một cái thiền cao nhất. Mà cái tịch tịnh này á, là mình buông xuống cho nên nó tự tịch tịnh. Giống như mình buông cái ly này xuống thì tự động nó yên, chứ không phải là tịch tịnh là cố gắng mình trù cái tâm mình lại. Cố gắng trù cái tâm mình lại là một sai lầm. Thì bây giờ là tóm lại là thế này, khi mình sinh hoạt trong đời sống hàng ngày thì mình cứ biết mình thân hay là thọ hay tâm hay pháp, không nhất định là phải cái nào. Tức là khi mình sử dụng thân thì mình thấy thân, khi có cảm thọ thì mình thấy thọ, khi tâm phản ứng như thế nào thì mình thấy tâm. Tức là mình không xem đối tượng là quan trọng, mà cái tâm mà thấy các đối tượng đó mới quan trọng. Tức là làm sao mà mình thấy các cái đối tượng thân hay thọ tâm pháp với một cái sự rộng lặng trong sáng là được. Còn khi mình có cái thời gian, khi mình rảnh rỗi thì mình có thể là mình ngồi buông xuống, ngồi trong cái tư thế nào mà dễ dàng nhất, thoải mái nhất, chứ đừng có cố lập, đừng có cố tạo ra khi thì ngồi thế này, khi thì ngồi thế khác, không nhất thiết là phải ngồi như thế nào cả. Mà trong khi ngồi đó thì là thư giãn buông xả và để thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Thì lúc đó cái tâm nó chỉ còn là sự rộng lặng trong sáng thôi. Thì thỉnh thoảng là mình cũng nên ngồi thiền, nhưng mà không ngồi thiền theo kiểu đó. Ngày sáng hôm nay ở tại chùa Tam Bảo thì sau khi thầy hướng dẫn ngồi thiền á, thì có một người đến trình thiền nói rằng là trước đây con niệm hơi thở, nhưng mà con cố gắng mà cứ chú tâm vào hơi thở, rồi hễ mà tâm nó chạy đi thì kéo tâm về hơi thở, cứ làm như vậy mà sao con thấy nó mệt quá đi. Thì thầy nói đừng có làm như vậy, mà cứ ngồi buông ra thôi. Cứ ngồi buông ra thôi á, thì lúc đó cái thân nó đang thở như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi. Mình ngồi mình buông ra thì lúc đó là cái thân mình còn lại cái hoạt động là thở thôi chứ mấy. Còn tim đập thì có, nhưng mà tim đập là nếu như mình ngồi mà cái tim nó đập nhẹ nhàng thì mình cũng không thấy được cái tim đập. Nhưng mà hơi thở thì mình thấy rõ hơn. Cho nên khi nếu mình buông ra đó, thì với cái tâm rộng lặng trong sáng mà không có ý đồ gì cả đó, thì mình thấy là
đang thở. Làm đúng như vậy á là tự nhiên nó rỗng lặng trong sáng liền. Và cái định này á nó khác với cái định mà mình cố gắng mình giữ nó lại. Ở cái chỗ là cái định mà cố gắng giữ nó lại, lấy hơi thở để mình cố gắng giữ lại nó hơi thở, thì cái định đó là định hữu vi hữu ngã. Còn bên này cái định này á là vô vi vô ngã, tại vì mình không làm gì cả cho nên nó định. Chẳng phải làm cho nó định, mà vì không làm gì cho nên nó định. Nó hai cái nó khác, là tại nó vô vi. Mà nó định là nó định, chứ không phải là mình cố làm cho nó định, cho nên nó vô ngã. Cho nên cái định đó là định vô vi vô ngã. Thực ra đời sống là thiền. Đời sống mà nếu mình thấy ra được cái đời sống đó đúng như thực á, đó là thiền. Thiền tức là soi sáng lại chính đời sống của mình để sống cho nó đúng, để sống cho nó tùy duyên thuần pháp. Chứ thiền là sống, vì Đức Phật ngài nói là Dhammanu Dhammapatippanno Viharati. Viharati là sống. Sống tùy duyên thuần pháp. Dhammanu Dhammapatippanno Viharati. Chứ ngài nói sống chứ đâu có nói là hành. Và chữ hành không biết nằm ở đâu ra, cho thầy cũng không thấy chữ hành. Có một cái chữ Phavana, có một cái từ Phavana, pháp hành. Nhưng mà cái chữ Phavana này đó thì có nghĩa là nó có mấy cái nghĩa. Có nghĩa là làm cho nó sáng ra, hay là phát huy. Phát huy là sao? Tức là bởi vì nó có sẵn rồi, bây giờ phát huy nó ra thôi. Chứ không phải là mình đi kiếm. Cho nên chữ Phavana này là không phải là hành. Ngay trong đời sống của mình, ngay nay hoạt động, ngay những cái hoạt động của mình thấy ra, thì nó sẽ tự điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Đó là tu á. Tu là một là điều chỉnh nhận thức và hành vi để thôi. Cái chữ mà Patipada hay là cái chữ mà Patipanno, những cái từ đó thực ra nó có nghĩa là thuần. Mà ví dụ như là Dhammanu Dhammapatippanno tức là thuần theo pháp, gọi là hành á. Hành tức là sống thuần theo pháp. Còn mình á là hành của mình á là thuần theo bản ngã, thuần theo ý đồ của bản ngã chứ không phải là thuần theo pháp. Đó là cái điều mà mình cần lưu ý. Bây giờ á còn lại hỏi là để ngày mai. Bây giờ còn lại nửa tiếng, đề nghị chúng ta ngồi thiền. Bây giờ ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền một cách thoải mái tự nhiên. Ngồi thiền một cách thoải mái tự nhiên và thư giãn buông xả, ngồi thư giãn buông xả, ngồi nghỉ ngơi, ngồi để cho nghỉ ngơi thoải mái thôi, chứ không có ngồi làm gì cả. Ngồi sao thoải mái, và khi mà ngồi mà mỏi chân thì có quyền đổi tư thế ngồi lại, không sao hết. Nhưng mà tất cả mọi cái hoạt động đó mình đều thấy rõ. Và đầu tiên á là quý vị ngồi thư giãn trước đi. Ngồi thư giãn. Thư giãn cho nó thoải mái. Thực ra là nó cũng nãy giờ là mình ngồi đã lâu rồi, cho nên bây giờ ngồi tiếp là cũng hơi mất khoa học á. Hơi không đúng khoa học á. Lần sau á mình vô ngồi trước. Ngồi trước một lát, không? Ngồi trước một lát, bây giờ ngày hôm nay là mình ứng dụng đó, ngày mai ngồi trước một lát. Xong rồi á, rồi nói chuyện. Rồi hỏi gì đó thì hỏi. Thôi bây giờ ngồi chút xíu thôi.
ngồi một chút xíu, ngồi không quan trọng thời gian, cứ ngồi tới bao lâu cũng được, cái không quan trọng thời gian. Tay để tự nhiên. Và tại sao mà người ta nói ngồi thẳng? Bởi vì khi ngồi thẳng á thì cái máu huyết trong người mình nó dễ lưu thông, vậy thôi. Cho nên đừng ngồi gập người lại, hay là đừng có ngồi kể cả dừa đó cũng không tốt. Bởi vì sao? Vì khi mình dừa đó là nó cũng bị áp lực ở sau lưng đó. Cho nên nếu mình ngồi thoải mái là nó dễ là thư giãn hơn. Cứ thư giãn và tâm để rộng lặng trong sáng. Đừng có nói là hành gì hết, đừng có nói ngồi thiền, đang là để thân tâm nghỉ ngơi thoải mái. Và nếu như trong khi mà cái tâm đang nghỉ ngơi thoải mái như vậy mà mình thấy là đang thở, thì cứ thấy đang thở. Thấy đang thở chứ không phải là chú tâm vào hơi thở, hay là không phải cố gắng là phải thở thế này thế kia gì cả. Cứ thở tự nhiên mà thấy đang thở, vậy thôi. Bây giờ trước khi chấm dứt buổi nói chuyện thì thầy cho thầy hỏi một chút. Cho thầy hỏi là trong số những người ngồi ở đây á, ai thấy được hơi thở của mình một cách thoải mái, giơ tay lên. Tức là thấy được cái hơi thở của mình một cách thoải mái, chứ còn ai thấy cái khác thì cứ thấy. Thứ hai, ai cảm nhận được trong khi ngồi đó, ai cảm nhận được toàn thân của mình đang ngồi mà tâm vẫn là bình thản, ai làm được? Ai ngồi mà nó cứ nghĩ lung tung? nhiều. Bây giờ cái này không có sao hết á. Tức là đừng có tưởng đâu là mình ngồi mà nghĩ lung tung đó là không tốt đâu. Nếu như ngồi mà cứ nghĩ lung tung, tức là cái tâm nó vẫn cứ lăng xăng, mà mình vẫn thấy là được. Mình vẫn thấy một cách nhẹ nhàng thoải mái thì vẫn được, là vẫn tốt. Tức là thấy được cái tâm đang lăng xăng vậy là tốt đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình phải đừng cái tâm mình đừng lăng xăng, đừng nghĩ như vậy. Thì khi nào mình ngồi mà tâm, bây giờ thầy hỏi thêm, ai ngồi mà tâm nó yên hoàn toàn, không làm gì cả mà yên hoàn toàn, có ai làm được không? Giơ tay lên. Không ai làm nổi hả? Hả? Không nổi. Hả? Không phải nguyên hết cả mấy phút mà mình ngồi, chỉ một lúc thôi cũng được. Có ai thấy được một tí không? Thấy một tí là được, cứ thấy một tí thôi là được. Không sao. Tức là thế này, trong cái lúc mà mình ngồi như vậy á, nó khác với cái mà mình ngồi thiền theo kiểu khác á, là ở chỗ này. Khi mình ngồi theo kiểu khác á, là mình bắt cái tâm nó phải hướng theo một cái quy trình nào đó. Còn ở đây mình không bắt gì cả. Cho nên á, người thì thấy mình đang thở, người thì thấy là mình đang ngồi, người thì thấy tâm lăng xăng, hay là người thì thấy cái này cái kia gì đó, hay là có một lúc mình thấy là hoàn toàn yên lặng được một lúc, một lát thôi, rồi tâm lại khởi lên, hay là lúc đó mình lại thấy đang thở. Tức là nó muốn đổi cái gì đó thì đổi, không quan trọng, mà cái thấy nó vẫn là cứ thấy thôi là được. Quý vị nhớ cái điều đó, đây là mình ngồi thử một cái để mình biết thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng là khi cái tâm mình ngồi lại thì cái tâm mình nó sao mà cứ lăng xăng như vậy á. Đừng có lo sợ chuyện đó. Đó là một chuyện tự nhiên thôi. Tại vì á, mình hoạt động hàng ngày mà mình thiếu cái chánh niệm tỉnh giác, cho nên á, cái tâm nó bây giờ nó tự động là nó phải lăng xăng thôi, cho nó không lăng xăng mới là lạ đó.
Nó lăng xăng là đúng á, thì nó lăng xăng á không sao. Trong cái cách tu này đó là bởi vì cái thấy là chính, thấy được tâm mình lăng xăng đã một tiến bộ rất lớn. Chẳng thà thấy được tâm mình lăng xăng còn hơn là cố giữ cái tâm mình lại yên tĩnh. Một người thì thấy tâm lăng xăng mà ban đầu thì là hơi bối rối một chút, nhưng mà sau rồi thấy tâm lăng xăng vẫn yên, vẫn cứ thấy thôi chứ không sao cả, như vậy là thành công rồi. Nhưng mà một người là bây giờ cố gắng làm sao mà để cho nó yên, thiệt là yên thì lại là không được. Đừng có cố gắng ngồi yên mà mình buông xuống mà nó yên. Tức là cái yên này nó tự yên thôi, nó tự yên. Và nhớ rằng là cái thấy là chính, lúc đó mình thấy làm sao là mình cứ thấy vậy thôi. Bây giờ ai hỏi gì cho hỏi một câu hỏi nữa thôi, để nghĩ cái đó rồi ngày mai rồi hỏi tiếp. Nhớ có cái gì đó thì ghi lại để mai mà hỏi. Bạch thầy, trong thiền tự niệm xứ như thế nào gọi là niệm pháp? Niệm pháp á, thật ra là thế này. Mình thường thường mình đang làm cái việc gì đó, giả sử như bây giờ này. Giả sử như bây giờ thầy cầm cái ly lên, rồi uống nước, rồi bỏ cái ly xuống. Mà nếu như thầy tròn vẹn thấy rõ cái hoạt động này đó, thì gọi là niệm thân. Nhưng mà giả sử như bây giờ thầy khi cầm cái này cái mà nó nóng quá thì mình có cái cảm giác khó chịu, thì mình cũng thấy luôn cái cảm giác khó chịu đó, gọi là niệm thọ. Và khi cảm giác khó chịu đó thì cái tâm mình vẫn bình thản, tức là tâm vẫn sáng suốt, thì mình cũng biết là tâm mình đang sáng suốt. Hay là tâm mình lúc đó hơi khởi lên một chút bực mình, khó chịu cái mình khởi lên chút bực mình, thì mình cũng biết là tâm đang khởi lên chút bực mình, thì cái đó là niệm tâm. Còn niệm pháp á, nó cũng niệm pháp á, thì thế này. Thứ nhất là bây giờ thường thường á là người ta niệm thân riêng ra, rồi người ta thiềm thò riêng ra, rồi người ta niệm tâm riêng ra. Còn niệm pháp á, đầu tiên là niệm pháp là thế này, tức là trong cái sự khi mình làm cái này đó, tức là mình đang tương giao giữa thân này, tâm này và cảnh là cái này. Thì khi mà có một cái sự tương giao giữa thân, tâm và cảnh đó, thì đó là pháp. Đó là pháp. Nhưng mà pháp này này, pháp này á, là chủ yếu trong cái niệm pháp này á, là thấy ra điều này. Là khi mình tương giao với pháp như thế này á, thì tâm lúc đó đó là rộng lặng trong sáng, hay tâm lúc đó đó là khởi lên cái ràng buộc gì, khởi lên cái ràng buộc gì ấy, thì mình thấy được cái sự ràng buộc đó trong sự tương giao này, thì gọi là niệm pháp. Trong khi mình á, mình làm như thế này mà mình thấy sân thôi, mình thấy sân thôi thì niệm tâm, mình thấy thân thôi thì niệm thân, mình thấy cái cảm giác đó là niệm thọ. Nhưng bây giờ này, cái này nó cao hơn một chút, cái niệm pháp đó nó cao hơn một chút, tức là cũng trong cái thân thọ tâm đó, nhưng mà mình thấy rõ được cái gì á, cái tâm gì nó khởi lên và nó ràng buộc như thế nào, hay là lúc đó là tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, lúc đó là tâm hoàn toàn thanh tịnh, hay là tâm có khởi lên cái phiền não gì, hay là khởi lên cái trói buộc gì, thì mình đều thấy trong sự tương giao này. Vì cái ngang đây á, cái mà khi mình niệm thân á, là chỉ để cho mình thấy là không có cái bản ngã trong cái niệm thân, chỉ có thân thôi. Ví dụ như chỉ có thân đi, chỉ có thân cầm cái ly, chỉ có cái thân là để xuống. À, tức là niềm thân là để cho thấy là chỉ có cái hoạt động của thân, chứ trong đó không có cái bản ngã,
Thọ cũng vậy, khi mình có cảm giác á, thì mình chỉ thấy là cái cảm giác đó là một cái sự kiện xuất hiện, chứ không có cái bản ngã, tức là ví dụ như khó chịu thì là khó chịu thôi, chứ không có là tôi khó chịu, ta khó chịu, mà chỉ có khó chịu thôi. Cái tâm cũng vậy, khi cái tâm nó khởi lên sinh diệt như thế nào á, thì mình thấy cái tâm nó có cái tâm đó như thế nào, cái tâm nó đang là ở những cái tâm gì, thì lúc đó mình thấy cái tâm. Nhưng mà trong pháp á, như cái trường hợp mà Đức Phật này nói là nói về Bahiya đó, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, là lúc đó là niệm pháp á. Tức là cái sự tương giao giữa cái thân tâm với là cảnh, mà trong sự tương giao đó mình thấy rõ là sự tương giao hoàn toàn thuần túy, hay là sự tương giao đó có sự trói buộc. Cho nên là Đức Phật ngài dùng là ví dụ như là khi mắt nhìn thấy sắc thì cái kiết sự gì khởi lên, tức là mình thấy rõ được cái sự trói buộc đó hay là không bị trói buộc. Thì cho nên thầy mới phân biệt ra hai cái là sự tương giao và mối quan hệ. Lần trước là thầy có giảng cái đó rồi phải không? Là sự tương giao với mối quan hệ là khác nhau. Bây giờ mình mắt mình vẫn thấy sắc, nhưng mà chỉ thấy như thực thì đó là sự tương giao. Nhưng mà trong cái thấy như thực này á, là còn là nói là cái hoa này đẹp, cái hoa này của tôi. Đại khái là như vậy á, tức là có cái sinh khởi lên một cái sự ràng buộc ở giữa mình với cái hoa đó. Cái này là mức độ cao rồi, tức là mình cũng không hẳn là niệm thân, mà khi nào đang làm cái việc gì đó mà nó thân thì mình thấy thân, đang làm cái việc gì đó mà có thọ thì mình thấy thọ, đang việc làm việc gì đó mà tâm khởi như thế nào thì mình thấy tâm khởi như vậy. Và trong sự tương giao giữa mình với là giữa mắt với sắc, thì cái trong cái sự tương giao đó đó, mình vẫn thấy rõ mắt, thấy rõ sắc, thấy rõ là trói buộc hay là không bị trói buộc. Bây giờ mình cứ làm sinh hoạt bình thường thôi, nhưng bây giờ mình thấy chiếc xe thì mình có bị trói buộc hay không trói buộc, mình thấy cục vàng thì mình bị trói buộc hay không trói buộc, mình thấy một cái người này thì mình thấy là mình không thích, người kia mình thấy mình thích, tức là có sự trói buộc. Còn nếu như mình chỉ thấy như thực thì nó không bị trói buộc. Như vậy là bây giờ mình niệm pháp, tức là mình kiểm tra được là trong cái sự quan hệ của pháp á, là một sự quan hệ thuần túy, hay là trong sự quan hệ của pháp đó có cái ta, có cái bản ngã, hay là có những cái trói buộc là tạo ra cái mối quan hệ, thay vì là sự tương nhau thì tạo ra mối quan hệ. Khi thiết lập mối quan hệ đó, bắt đầu có những ràng buộc. Nếu như trong đời sống mà bình thường thôi, mà mình thấy cái chỗ nào là chỗ ràng buộc, chỗ nào là chỗ không ràng buộc, nếu như mà người ta trả được cái mối quan hệ đó trở về với sự tương giao thì cuộc đời không còn đau khổ nữa. Mà cuộc đời đau khổ là bởi vì do mối quan hệ. Vì vậy cho nên á, phải thấy ra được cái sự trói buộc của mối quan hệ đó là ở chỗ nào thì mọi vấn đề nó sẽ được giải quyết. Mọi vấn đề rắc rối trong gia đình, trong xã hội sẽ được giải quyết nếu như mình thấy ra được cái mối quan hệ đó nó bị trói buộc ở chỗ nào. Cái đó là niệm pháp. Cho nên niệm pháp á, là ví dụ như là niệm ngũ uống, niệm năm triền cái. Năm triền cái tức là sự che lấp á. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái này nhưng mà lại bị che lấp bởi tham, bởi sân, bởi si, tức là cái yếu tố mà che lấp giữa căn với trần á. Còn bên kia đó là ví dụ như cái tâm khởi lên thì mình chỉ thấy cái tâm thôi. Bên này là khác cái chỗ là mình thấy ra được cái sự trói buộc ở giữa căn và trần. Cho nên á là niệm 12 xứ
Đó, niệm là niệm triền cái này, năm triền cái này, niệm ngũ uẩn này, niệm 12 sớ này, niệm tứ diệu đế. Tứ diệu đế là thực ra nó không phải là niệm tứ diệu đế là niệm pháp. Tưởng tứ diệu đế là sao? Mắt mình thấy cái hoa mà không có khởi lên cái tập đế, khổ đế thì lúc đó là đào đế, dược đế. Tức là thấy tứ diệu đế trong cái mà mình mắt mình thấy sắc đó. Thì cái này đó, cái niệm pháp này đó là nó giúp cho mình thấy được là mình bỏ có bị ràng buộc hay không ràng buộc giữa mình với những cái mối quan hệ chung quanh. Khi mình không bị một mối quan hệ nào hết, không bị thiết lập một cái mối quan hệ nào hết, thì lúc đó đó là chỉ còn lại sự tương giao. Sự tương giao này á là trí tuệ và tình thương, lòng từ bi. Còn trong mối quan hệ á là có thương có ghét. Có thương có ghét, có chấp thụ, có đủ thứ. Và trong niệm pháp nó có thêm một cái nữa là thất giác chi. Tức là bây giờ mắt mình thấy sắc á, thì lúc đó đó là tâm mình có là có niệm không? Tức là lúc đó đó mình có chánh niệm không? Lúc đó đó mình có thấy rõ pháp không? Tức là tâm có minh bạch không? Lúc đó đó mình có trở về trọn vẹn với thực tại không? Lúc đó là tâm mình có ổn định không? Tâm mình có xả không? Đó cũng vẫn là cái sự tương giao giữa mình với là căn và trần. Nói chung là vậy. Thì tất cả những cái đó là Đức Phật ngài nêu ra để cho mình biết rõ những cái đối tượng đó thôi. Chứ còn bây giờ bình thường là thế này. Ban đầu á thì mình để ý thân một chút xíu, rồi để ý thọ, có thọ thì mình để ý thọ một chút xíu, khi tâm thì mình để ý tâm một chút xíu. Tức lúc đầu nó có vẻ hơi rời rạc, nhưng mà dần dần bắt đầu mình thấy rõ ra, mình thấy rõ ra cái mối quan hệ. Ví dụ như là thân và thọ, rồi đến tâm, rồi đến pháp. Thì khi mà mình thấy được cái sự tương giao đó đó, thì là lúc đó gọi là niệm pháp. Trong niệm pháp á, là có bao gồm cả niệm thân, niệm thọ, niệm tâm đóng. Nhưng mà ở mức độ cao hơn, đó là mức độ thấy ra được có cái trói buộc, có cái phiền não, có cái bản ngã chen vào giữa căn và trần hay không, chen vào giữa cái tâm và đối tượng hay không. Ví dụ như năm trần cái cũng là tham, cũng là sân, cũng là hôn trầm thùy miên, cũng trào cử, cũng nghi, đại khái là như thế. Tức là vẫn là những cái mà che lấp hoặc là trói buộc hoặc là ngăn chặn giữa cái thân tâm và cảnh, gọi là niệm pháp. Rồi bây giờ mình nghĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt toàn thể đạo tràng, chúng con xin thành kính tri ân thầy đã có những lời chỉ giáo rất là thiết thực trong cuộc sống. Một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ và tri ân thầy. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha a yo y đằng nô nha ti nàng hôn tu khi ta hôn tu nha ta yo